anh em. Tôi Cường Seven chào anh em. Tôi Bộ trưởng Lâm xin chào anh em. Ok các bạn ạ. Thì hôm nay anh em mình có một chuyện rất là buồn, đó chính là anh em mình bị mất clip các bạn ạ. Phải nói là một ngày đen đuối các bạn ạ. Rất là đen đuối luôn. Quá đen. Đây là một sự cố lần đầu tiên, không, đây là sự cố lần đầu tiên từ ngày bắt đầu mình làm YouTube đến giờ. Tức là anh em mình đã đầu tư công sức, đầu tư tiền bạc, tâm huyết, tất cả của anh em mình là dành vào clip đó. Nhưng mà cuối cùng thì đã nhận lại kết quả. Không phải là, tức là bị hỏng mất các bạn ạ. Bị hỏng mất cái clip đó. Phải nói là cái này chắc là do lỗi của mình. Bởi vì mình quá chủ quan khi mà copy file từ thẻ nhớ sang máy tính. Mà mình chọn luôn phần cắt, giảm bớt một công đoạn và để lại hậu quả rất là nặng nề. Đó chính là mất hết cả những đoạn clip các bạn ạ. Mình đã cố gắng để khôi phục lại nhưng mà chỉ khôi phục lại được một phần nào thôi. Tức là những cái đoạn quan trọng thì coi như là đã theo gió và bay đi rồi các bạn ạ. Cái chất lượng video nó không được. Mình thì hiện tại là như hôm qua ấy, mình đầu tư một con lợn rừng. Tức là anh mình làm món lợn rừng nướng thùng phi các bạn ạ. Tức là anh mình úp thùng phi con lợn rừng đó rồi anh mình nướng nguyên con luôn. Con lợn rừng đó thì mình mua gần 4 triệu này. Rồi tiền đồ các kiểu cũng xích xoát tầm 4 triệu gì đấy các bạn ạ. Nhưng mà với số tiền đó thì mình không hề tiếc một chút nào. Mà mình chỉ tiếc cái công sức của anh em. Hôm đó vào chủ nhật đúng mùng 3 tháng 3 tức là hôm qua các bạn ạ. Là anh em là bỏ cả Tết ở nhà để đi quay ăn mì tôm. Đi quay từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới xong. Khi mà về thì lại bị mất hết cả clip như vậy. Thì bây giờ chỉ phục hồi lại được một hai đoạn thôi các bạn ạ. Cả buổi sáng đi chăn lợn này. Đi chăn lợn này. Về nhà làm thịt lợn này. Đến chiều mới xong. Xong mới bắt ăn đầu trưa thì ăn mì tôm các kiểu. Tiếc nhất nữa là các bạn lại không được xem. Đúng rồi, còn tiếc nữa là mình không lưu giữ lại được để đăng lên cho các bạn xem. Thực sự phải nói rất là đen. Thứ 6 ngày 13 thì không phải, đúng không? Hôm qua là ngày mùng 7 tháng 4 cơ mà. Tưởng là thứ 6 ngày 13 là đen nhưng mà không ngờ là không chỉ có những ngày đấy mà có những ngày khác nữa. Quá đen luôn. Hôm qua ngày chủ nhật, thứ 7, thất bại. Thất bại, cực kỳ thất bại con ạ. Không biết phải nói thêm. Thì đấy, bảo chỉ tiếc cái công sức của anh em thôi. Anh em bỏ bao nhiêu công sức ra để cuối cùng nhận lại chả có cái gì. Khả năng về còn cơm chả buồn ăn các bạn ạ. Khả năng thời gian sắp tới sẽ phải quay lại. Nếu mà thời gian sắp tới quay lại thì hôm nào phải đầy đủ tem rồi còn chuẩn bị lợn những thứ. Đúng rồi, lại mất một buổi nữa. Một ngày nữa anh ạ. Một ngày nữa. Coi như là bao nhiêu tâm huyết của anh em mình vào clip đó đã theo gió bay đi rồi. Không còn cái gì cả các bạn ạ. Và mình thì sẽ cho các bạn xem lại những cái đoạn clip mà mình đã khôi phục được khi mà anh em mình nướng con lợn úp thùng phi. Hôm qua thì cái clip đó thì cũng chưa hẳn là thành công các bạn ạ. Nhưng mà cũng cảm thấy tạm ổn nhưng mà về đến nhà thì lại không ổn. Lại không ổn tí nào. Tiêu tan luôn. Rất là không ổn các bạn ạ. Bất ổn, người ta gọi là bất ổn. Nói chung là mình thì làm clip thì chỉ mong được các bạn ủng hộ. Thì các bạn xem thì các bạn chỉ cần nhấn like và chia sẻ. Các bạn chính là niềm động lực để cho anh em mình đi quay clip hàng ngày. Còn bạn nào mà kiểu không thích xem clip của anh em mình thì các bạn có thể nhấn cái chữ dislike cho mình một lượt thế này các bạn này. Rồi các bạn đi ra thế thôi. Mình rất cảm ơn các bạn. Vấn đề này thì mình cũng không muốn nói nhiều nữa. Bởi vì đằng nào nó cũng đen rồi. Thực sự là hôm nay là anh em mình là một ngày mà gọi là phải nói là nụ cười không vui. Anh em đã bỏ bao nhiêu công sức để cố gắng ăn mì tôm. Cái bài gì mà sáng đi đánh giày tối về một gói mì tôm bạn nhỉ? Bài của sinh viên. Bài đời sống sinh viên này các bạn ạ. Còn các bạn mà còn xem thì anh em mình vẫn còn làm. Khi nào mà không còn người xem nữa thì anh em mình sẽ chính thức là nghỉ. Anh em mình thì thằng thì đi xách hồ này, thằng đi đảo vữa. Tức là anh em mình sẽ thành lập một team gọi là đội thợ xây các bạn ạ. Đội xây hồ thôi, đội xây thì chắc sợ đổ tường mất. Không, ví dụ là xong dần dần mình sẽ thành thợ cứng ấy. Thế là mình có thể mình sẽ thành một công ty thợ xây nào đấy. Đấy là trong tương lai các bạn ạ. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ vẫn tiếp tục làm clip cho các bạn xem. Còn những đoạn clip thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại đây. Bởi vì thanh tre này rất là to nên là lệch sóng là chuyện bình thường. Vẫn chưa được đâu bạn ạ. Phải chỉnh lại Hà Nội đi.
Anh bảo em mang cái này lên thôi. Nhưng cẩn thận đâm vào tay đấy. Mày xóa bên này thì Cường đào gần xong cái hố rồi còn ạ. Anh nghĩ là em phải đào sâu thêm một chút nữa. Anh yên tâm, đào chôn đủ con nợ luôn. Chôn em nước, chôn bỏ đi. Trời ơi, bạn cho căng đét luôn đi. To luôn này. Ăn lo luôn này. Con này bé tí đã chửa. Bây giờ nữa anh tin tưởng em không? Nắm thì cánh tay. Rồi cẩn thận. Anh tin tưởng em chứ. Chắc chưa anh? Đi à? Không được. Nếu mà nó không chắc thì anh mình sẽ cho một ít đất rồi dí nó xuống. Ừ. Gọi là đắp qua một lớp lá chuối ở bên ngoài thôi. Cắm cái đít xuống. Lấy thép em mà. Bạn cắm cái đít chứ? Cho hai tàu cắm. À, ok. Gấp từ dưới này này. Mày mẽ lên nào. Các chàng trai. Rồi. Rồi thế rồi anh. Em phải hở cho bèo cho bèo. Anh em mình đã chuẩn bị sẵn bèo, nếu mà có hở thì anh em mình sẽ để bèo rồi anh em quây củi chung quanh là bắt đầu là sẽ nướng luôn thôi. Đây là phương pháp bịt kín này. Ừ. Không đối thoát. May quá dưới này nhiều bèo. Wow. Xếp xung quanh rồi này. Vừa nãy thì anh em mình có định đánh thêm một chút tiết canh để thưởng thức trong lúc chờ lợn được đúng chín, nhưng mà lần này thất bại rồi con ạ. Tiết canh không thể đông được. Vẫn ăn được bạn ạ. Thì nếu mà ăn được thì ăn theo kiểu miền Tây hay miền Nam gì đấy. Tôi nhớ có một miền họ ăn tiết canh loãng luôn đấy, chứ không ăn đông theo kiểu miền Bắc đâu. Để tôi thử. Nhưng ăn thì liệu sợ về tào tháo đuổi không? Kệ. Mời các bạn ạ. Vẫn ngon, vẫn ngon. Đây là do bạn Lâm là tiếc quá vẫn cố các bạn ạ. Chưa ăn thế này có vẻ nhìn rất là ghê, bởi vì anh mình chưa ăn tiết canh kiểu này bao giờ. Sợ. Không, vẫn ngon bạn. Ăn nếu mà bạn thấy ngon thì bạn cứ thưởng thức hết cái đĩa ấy thôi. Wow, cái kết bất ngờ. À, em nhấc thùng để anh đẩy lốt lên một chút. Anh ở ngoài này còn than. Ok đấy. Cẩn thận bóng đấy. Để anh hỗ trợ. Một. Ai. Ai. Ui rồi các bạn ơi. Anh ơi, em nghĩ là thành công rồi anh ạ. Chín rồi. Nó chỉ bị cháy một ít lớp da thôi. Cháy một tí thôi, cháy một tí. Có lẽ là bên này do anh em mình cho nhiều lửa quá các bạn ạ. Bây giờ phải bỏ cái lớp lá chuối ra thì mình mới biết được. Nhưng mà mình nhìn thấy ở lưng là đang bị cháy đen rồi. Nó cháy một ít lưng, may quá đầy chỗ sườn này còn da này chắc ăn giòn anh ạ. Thôi này nó may là cũng không cháy đen rồi anh. Ui mỡ nhìn trẻ ở bên dưới kìa. Wow. May có lớp lá chuối không, em nghĩ là còn cháy hơn. Anh nghĩ lớp lá chuối này chán thuộc. Ui, váng hơm. Trên đầu thì nhìn rất là ngon nhưng mà dưới có vẻ là bị cháy mất các bạn ạ. Wow, em nghĩ là kiểu nhỉ? Bên dưới nó nhiều lửa hơn đấy. Bên dưới giòn hơn anh, bên dưới nhiều lửa hơn. Cái đùi này mới chất rồi anh ơi. Quả đùi này gặp thì chắc thôi rồi. Đủ chín luôn. Để làm nào nhắc ra. Bây giờ nhắc ra anh. Anh lấy con. Ui, nhìn hai quả ớt, lấy mông đây. Hai quả ớt mông lên mũi. Sao? Con lợn rừng của anh mình đã bị cháy mất cái lớp da lưng rồi các bạn ạ. Để xuống em, để xuống ra đi. Ui, bây giờ em rút đằng này ra anh. Em cầm chè em rút ra đi. Anh phải cầm con dao anh gõ đầu đấy anh ạ. Con dao anh cầm con dao anh gõ.
được, ra được. Em xoay xoay cái chê đi. Đây, giữ giữ chân con lợn, giữ chân con lợn. Thôi được rồi anh. Đấy, được đấy. Ủa ơi. Vậy là vừa rồi mình đã cho các bạn xem lại những đoạn clip còn sót lại bị hỏng của anh em mình các bạn ạ. Thực sự rất là buồn luôn. Hiện tại thì anh em mình nở những nụ cười gọi là nụ cười không vui các bạn ạ. Thôi coi như đây là một bài học để lần sau giữ kinh nghiệm, đừng vấp phải những cái lỗi lầm gì thế như này nữa. Và trước khi dừng clip thì mình muốn thông báo đến các bạn là hiện tại mình đang live stream game PUBG Mobile ở trên page của Facebook các bạn ạ. Bạn nào mà yêu quý mình thì các bạn có thể vào page để theo dõi mình sẽ đặt link page ở dưới phần mô tả và bình luận. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng clip thôi. Bình thường thì anh mình khi kết thúc clip sẽ là nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ. Nhưng mà riêng hôm nay thì lại khác các bạn ạ. Đó chính là nếu các bạn mà thấy clip